Ngày 31 tháng 8, Công an phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác nhận video quay cảnh công an khống chế người đàn ông nghi ngáo đá cầm dao đứng trước cổng trường tiểu học là có thật, xảy ra trên địa bàn phường. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 31 tháng 8 trước cổng trường tiểu học Phú Mỹ cơ sở 3 trên đường Trần Ngọc Lên thuộc phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Lúc này, các em học sinh tiểu học đang chơi trong sân trường thì thấy người đàn ông cầm theo dao đứng trước cổng. Ngay khi nhận được tin báo, công an phường đã phân công cảnh sát khu vực có mặt, vận động, nhưng người đàn ông vẫn không chấp hành. Người đàn ông thậm chí còn tiến tới sát hàng rào với con dao trên tay, khiến học sinh sợ hãi bỏ chạy. Cán bộ công an phường đã chớp thời cơ, quật ngã người này, sau đó được mọi người hỗ trợ khống chế. Vụ việc được công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục làm rõ.